Núi TV xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì em đang thực hiện cái chuyến hành trình rất là đặc biệt mọi người. Cái hành trình ngày hôm nay thì nhận được sự tài trợ của chú Hoàng Lý ở bên Nguyễn Kim Hoàng, tên đầy đủ là Nguyễn Kim Hoàng ở bên Mỹ, tài trợ với số tiền là 300 USD để em có thể là đi giúp đỡ bà con ở miền núi cũng như là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những cái số phận kém may mắn trong cái đợt mùa dịch cũng như là mùa mưa ở trên miền núi này. Mời các bạn cùng theo dõi cuộc hành trình. Thì em vừa mới đến đây thì mọi người ạ, gặp một cái anh đang khuyết tật và đang đi nhận ve chai, thì mời các bạn chúng ta cùng theo dõi và hỏi thăm anh như thế nào nhé mọi người. Anh đang đi nhận ve chai à? Vâng. Nhận được nhiều chưa anh? Cũng được một tí nào, nay thì không được vừa rồi. Nhà mình ở tận ở ngoài kia á? Lửa tạm đây thôi. Cách đây một cây thôi. Một cây thôi. Dạ, ở bên này à? Dạ. Từ đây đi là cách một cây thôi. Chân anh bị làm sao đấy? Vừa nãy em thấy anh đi ấy. Đi giật mà. Điên giật á? Quá khổ. Như vậy thì bây giờ thì mình cũng không làm được gì đâu chứ anh. Không làm gì đâu. Chơi một tí đi lấy vài bộ thôi. Vâng, được tài trợ của nhà nước 400.000 là cô. Anh hai về đây nhiều không cô? Anh hai ở ngoài kia hai về đây nhiều không? Ngày nào cũng về đây. Nó trong bản nhắn này. Dạ. Anh chắc cũng có vợ con hết rồi anh? Chưa. Chưa à? Chưa vợ. Dạ. Lát nữa có thể là em trả tiền công ngày hôm nay cho anh. Và thì anh có thể dẫn em về nhà anh được không? Được mà. Vâng. Rồi đây này. Dạ. Đây này. Dạ. Một năm rồi. Đồ nghề của anh đâu anh? Đâu. Đây à? Em xem là anh nhận được nhiều chưa? Bây giờ là nhận có một cái bao tải chỉ nhận ve chai thôi đúng không anh? Dạ, anh cứ đi từ từ thôi anh ạ. Rồi chúng sức khỏe cũng giảm dần đấy anh ạ. Đấy, giật chỗ này này. Dạ. Giật cái cột điện. Ngày xưa giật đấy à? Vâng, chỗ cái này này nó thế, mà... Thế sao lúc đấy anh đang làm về cái gì? Anh đi tân trần mà. Anh đi làm đường về thì đi làm điện ở Cù Sập Cáp đấy. Về lúc kia thì có hơn 20 mấy tuổi rồi, 26 thôi. Lúc đấy anh đi làm điện? Vâng, đều đi làm xay, cái phụ xay. Thế sao điện giật xong là... mình không nhận được sự tài gì đâu. Dạ. Đi bệnh viện này anh. Đi bệnh viện được 29 ngày đấy. Dạ. Ở nhà thì không biết được cái gì, 35 không biết cái gì. Dạ. Đâu. Mắt chỉ nhớ luôn đấy. Dạ. Bây giờ anh chỉ tỉnh một tí ấy. Dạ. Và bây giờ mình nhiều lúc cũng nhớ, nhiều lúc cũng quên đúng không anh? Vâng. 40 rồi. Đấy. Dạ, vâng. 14 năm rồi. Vâng. Cuộc sống như vậy thì khá là vất vả. Hàng ngày mình anh mà chúng ghế đi và lúc bị được khỏi được mấy tháng đấy, còn xuống ghế từ nhà đi lại thôi. Yeah. Bò đi thôi, còn cũng đứng được như thế này đâu. Vâng. Một ngày ngã bao nhiêu lần đấy. Sợ lắm. Lát nữa về rồi em sẽ cho mọi người cũng như là xem về chân của anh cũng như là những cái thương tích của anh nhé. Vâng. Nga nấu ăn như nào anh? Anh nấu bằng lửa thôi. Nấu bằng đây, nấu đây à? Nhà mình sao không thấy, hình như anh cũng chả có gạo gì. Có. Gạo thì ăn với em thôi, rau thì em lấy về cho. Dạ. Vâng. Nhà nước cho tiền thì mua ít thì cho ăn. Sao chỗ này phải rào cái này này? Cái này cho em lấy ra. Sợ người ta trộm gỗ này. Trộm gỗ. Dạ. Làm nhà. Dạ. Em không đi trộm rồi mà. Vâng, anh ngồi đi. Thế anh ở một mình như này. Không có, từ trước đấy đến giờ thì mình cũng không nghĩ đến việc vợ con chứ anh? Không, anh chưa lấy vợ đâu. Dạ. Từ trước đến giờ mình chưa lấy vợ bao giờ? Chưa lấy vợ nào. Vâng. Đúng đấy. Dạ vâng. Anh ngồi đó cũng được. Thì sau đó là mình bị tai nạn. Thì mình cứ sống qua ngày đến bây giờ à? Vâng, thế thôi. Dạ.
sống qua ngày, sau đó mình cứ nghĩ cuộc sống bình thường hàng ngày của mình thôi, đúng không anh? Đó. Bây giờ em thấy là bạch dịch với là mùa mưa thì chắc rằng là anh cũng kiếm những cái việc, những cái dù là nhận ve chai nó cũng khá là khó khăn, đúng không anh? Thì chẳng làm được cái gì rồi, thì cứ nhặt bị chai thì trồng một ít cái rau này chơi thôi. Dạ vâng. Thì xa thì cũng không dám đi, mưa mùa này lại vào mùa mưa nữa thì không đi được. Chân thì có ngày thì cũng yếu, có ngày thì đi được. Chân mình là chỗ chân nào ạ? Bị cả hai chân đấy. Nhưng mà hình như là chân nào mình chân này thì tủng này. Sao anh không có đi dép? Không đi được. Không đi được dép à? Vâng. Mình xỏ dép. Xỏ dép và nó bị nóng à? Nóng lắm mà đi cũng không bám được. Vì nóng lắm. Thế nào khi bây giờ hai chân nó giống như ở cái cơ của mình tê ấy. Vâng, nó cứng cái cơ đấy, nó tê đấy. Là nó cứng gân này. Khá là nguy hiểm bởi vì cái chân này thì cũng tủng đâu. Chân này tủng một ló rồi. Liệt cao áp tủng một cái lỗ ở trong đấy. Một ló đấy. Ngày xưa tủng à? Tủng đấy, điện giật đấy, tủng một ló bằng hai ngón tay này. Rồi sao trên người có bị làm sao không? Trên người thì bây giờ thì cỏi rồi thì bị cái cỏ này. Sao sao cái vết sẹo này lại có như này? Cái đấy cũng điện giật đấy. Sau đó cái này mổ hay là nó? Không mổ đâu, điện giật đấy. Dính điện đấy. Chắc là điện giật như vậy thì mình ngã xuống đất à? Nó không biết được, lúc kia thì cũng biết rồi. Vâng. Về thì đi bệnh viện được 29 ngày. Dạ. Về nhà thì mất trí nhớ được hơn mấy năm mà. Dạ. Đấy, mất trí nhớ hai lần đấy, lần sau lại bị 6 tháng nữa mới đi tìm thuốc uống xong mới cỏi một tí. Dạ. Thế là từ cái hồi điện giật đến giờ là được bao nhiêu năm rồi? 14 năm chứ. 14 à? Vâng, lúc bị là được 26. Lúc đấy mình 26 tuổi à? 26 tuổi đấy, sắp vào 27 đấy. Vâng, cái tuổi mà chuẩn bị gọi là... Nay thì anh thì 40 rồi. Dạ, mình chuẩn bị gọi là lấy vợ để mà xây dựng gia đình. Đang cái tuổi rất đẹp đấy anh ạ. Thì bây giờ mình đã như vậy thì là bây giờ kiếm vợ nó cũng khá khó anh ạ. Bây giờ mình không... Có lắm, trong này thì cái vợ thì không lấy được rồi. Dạ. Nhưng dụ cũng có ít lắm. Mấy anh em thì chia mấy ngày có được mấy bao tóc. Dạ. Thế mình không, nếu mà anh em ấy đi làm thì chỉ có làm ruộng thôi, không ngoài không làm gì đâu anh? Cũng làm nương đấy, nương cũng làm một tí đấy. Trồng ngô hả anh? Cũng trồng một tí. Dạ. Nhưng mà anh chắc không làm được gì chứ? Anh thì không làm được gì rồi, từ bị điện đến giờ không làm được gì. Chỉ có đi nhận vào mấy năm nay mới nhận xác nhận được hơn một năm rồi. Nhận được một năm rồi. Hơn một năm rồi mà. Có ngày được mấy nghìn, có ngày có gì khỏe được đâu. Vâng. Thì anh bây giờ sắp nắng sắp mưa nó vẫn bị có cái cân. Nếu mà thường ngày ấy, buổi trưa sắp buổi đến trưa như này thì anh nấu ăn không? Anh về anh còn nấu ăn có chứ. Có ngày thì nấu, có ngày thì cũng nấu đâu anh. Một ngày nấu một bữa thôi. Dạ. Một ngày thì nấu một lần thôi. Thực ra em là thay mặt anh là chú Nguyễn Kim Hoàng, tên đầy đủ là Nguyễn Kim Hoàng ở bên Mỹ, để gửi một chút món quà tổng với số tiền là rất nhỏ nhỏ thôi, gọi là để giúp mỗi bà con, mỗi người một ít để trang trải cuộc sống. Thì ra em đi qua đường ấy, nhìn thấy anh rất là vất vả, với lại anh đang mang cho mình những cái gọi là khuyết tật rồi, từ những cái không phải khuyết tật bẩm sinh mà khuyết tật từ tai nạn lao động, nên là em cũng như là không có nhiều, thì em thay mặt chú để cho vài trăm anh để có thể là trang trải cái cuộc sống vài ngày tới. Nếu mà trong thời gian tới thì có anh chị Mạnh Thường Quân nào mong muốn là có những tấm lòng giúp đỡ anh thì mọi người hãy chung tay và em sẽ để lại những cái thông tin nhé. Cái là tặng rồi. Nhé mọi người nhé. Không qua này, khoa chứ nhé. Thì thực ra thì em thay mặt chú cho anh 400 nghìn thì không có cảm nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn chú Nguyễn Kim Hoàng ở bên Mỹ. Và thì thời gian thì có hạn, chắc là cũng em thì cũng tạm biệt anh để đi tới những cái gia đình khác, những cái nơi khác thăm bà con và những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Thì chúc anh thật là nhiều sức khỏe
và luôn luôn là giữ vững cái tinh thần lạc quan. Như anh bây giờ sống một mình vẫn trồng cây cây xanh, đó là một cái đặc biệt rất quan trọng đối với gia đình cũng như là mình, hít những cái bầu không khí mà trong lành ấy. Vâng, cảm ơn anh ấy. Và chắc là em cũng đi về rồi. Bây giờ đi về luôn. Vâng, em đi về trên kia. Vâng, chào tất cả mọi người. Thì chắc có lẽ là em cũng tạm dừng một video clip ngắn tại đây. Và mời mọi người tiếp tục theo dõi những cuộc hành trình của em đi, để có thể đem tới những cái món quà của chú Nguyễn Kim Hoàng ở bên Mỹ đến với bà con nghèo và những cái số phận kém may mắn ở ngoài kia và những số phận kém may mắn ở vùng núi này. Và chào tạm biệt các bạn, hẹn quý vị và các bạn trong video clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.